Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn đón xem. Ông Donald Trump hứng chịu tổn thất kép. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4 tháng 4 hứng chịu tổn thất pháp lý khi bị thẩm phán bác bỏ kiến nghị bãi bỏ cáo buộc hình sự nhằm vào ông, theo hãng tin Reuters. Những cáo buộc hình sự nêu trên liên quan đến hai vụ tố tụng xoay quanh cựu Tổng thống Trump, nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử 2020 và lưu trữ tài liệu mật trái phép sau khi rời Nhà Trắng. Thẩm phán Eileen Cannon ở bang Florida ngày 4 tháng 4 bác bỏ lập luận của ông Trump, khẳng định những tài liệu kể trên là tài liệu cá nhân của ông, không phải của chính phủ. Cựu Tổng thống Trump khẳng định luật pháp Mỹ cho phép các cựu Tổng thống lưu giữ hồ sơ cá nhân không liên quan đến trách nhiệm chính thức của họ. Các công tố viên từng khẳng định những tài liệu được ông Trump lưu giữ tại nhà riêng có tính nhạy cảm cao liên quan đến vấn đề quân sự và tình báo, do đó không thể xem chúng là tài liệu cá nhân. Ở vụ tố tụng liên quan đến cáo buộc can thiệp bầu cử, thẩm phán bang Georgia Scott McCarthy ngày 4 tháng 4 cũng đã bác bỏ lập luận của cựu Tổng thống Trump, người khẳng định những gì ông làm chỉ đơn thuần là thể hiện quyền tự do ngôn luận. Thẩm phán McCarthy nhấn mạnh cáo buộc hình sự nhằm vào cựu Tổng thống Trump ở vụ kiện này là một phần trong nỗ lực đẩy mạnh hoạt động chống hành vi phạm tội. Thẩm phán McCarthy đồng thời tuyên bố hành động của cựu Tổng thống Trump không nằm trong nhóm được tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ bảo vệ. Cựu Tổng thống Trump khẳng định cả 4 cáo trạng hình sự chống lại ông đều mang động cơ chính trị. Ông vẫn còn một số thách thức đang chờ giải quyết liên quan đến vụ án tài liệu mật, bao gồm lập luận cho rằng ông được hưởng quyền miễn truy tố của Tổng thống và rằng ông bị công tố viên nhắm mục tiêu có chọn lọc. Tòa án tối cao Mỹ tháng này sẽ lắng nghe lập luận của cựu Tổng thống Trump để quyết định ông có được hưởng quyền miễn truy tố trong vụ kiện can thiệp bầu cử hay không. Trước đó, trong một diễn biến liên quan, tài sản ròng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bốc hơi 1 tỷ USD trong bối cảnh giá cổ phiếu mạng xã hội Truth Social tụt dốc, theo Bloomberg ngày 2 tháng 4. Giá cổ phiếu tập đoàn Trump Media and Technology Group giảm 21% xuống còn 48,66 USD một cổ phiếu vào ngày 1 tháng 4 giờ địa phương so với mức 49,95 USD của tuần trước. Động thái này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin tập đoàn truyền thông của ông Trump thua lỗ hơn 58 triệu USD vào năm 2023. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, ông Trump sở hữu 57% tập đoàn nêu trên. Số cổ phần ông sở hữu hiện có giá 3,76 tỷ USD trên giấy tờ. Tài sản ròng của ông Trump hiện ở mức 6,4 tỷ USD, theo Bloomberg. Trước đó, vào ngày 26 tháng 3, nền tảng xã hội Truth Social của cựu Tổng thống Trump được đưa lên sàn và nhanh chóng được định giá gần 8 tỷ USD. Đến ngày 27 tháng 3, cổ phiếu Truth Social tăng 14%, giúp giá trị nền tảng này chạm mốc 9,6 tỷ USD, theo báo The Guardian. Diễn biến này khi đó được dự đoán có thể giúp ông Trump giải quyết khó khăn tài chính, kể cả khoản phạt hơn 450 triệu USD, bao gồm lãi suất, trong một vụ tố tụng dân sự ở New York. Ở một diễn biến liên quan đến vụ tố tụng dân sự này, theo hãng tin AP, ngày 2 tháng 4, cựu Tổng thống Trump đã nộp trái phiếu trị giá 175 triệu USD, giúp ông ngăn kịch bản bị nhà nước tịch thu tài sản. Nếu kháng cáo thành công, ông Trump sẽ được nhận lại số tiền này và không phải chi trả bất cứ khoản nào cho New York. Trái phiếu kể trên được bảo lãnh bởi công ty Knight Specialty Insurance, một phần của tập đoàn Knight Insurance Group Mỹ. Cựu Tổng thống Trump đang nỗ lực đảo ngược phán quyết ngày 16 tháng 2 của thẩm phán Arthur Engoron, người yêu cầu ông nộp phạt 354,9 triệu USD với cáo buộc kê khống giá trị tài sản để lừa gạt người cho vay và công ty bảo hiểm. Nhóm luật sư của ông Trump khẳng định số tiền nêu trên là quá lớn, nhất là khi 30 công ty đã từ chối cấp trái phiếu để giúp ông thanh toán. Tổng trưởng lý New York Letitia từng tuyên bố, nếu ông ấy không có tiền nộp phạt, chúng tôi sẽ tìm kiếm cơ chế thực thi pháp lý và chúng tôi sẽ yêu cầu thẩm phán tịch thu tài sản của ông ấy. Đây chỉ là một trong 4 phiên tòa hình sự mà cựu Tổng thống Trump đang đối mặt. Trong số này còn có vụ tố tụng liên quan đến ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels. Giới công tố viên New York ngày 1 tháng 4 kêu gọi thẩm phán John Merchant cấm ông Trump chỉ trích người nhà của những cá nhân liên quan đến vụ kiện xoay quanh bà Daniels. Họ lập luận rằng ông Trump đang nỗ lực đe dọa những nhân chứng tiềm tàng. Lời kêu gọi trên được đưa ra vài ngày sau khi cựu Tổng thống Trump thông qua mạng xã hội Truth Social chỉ trích con gái thẩm phán Merchant là một kẻ điên rồ ghét Trump, theo Reuters. Luật sư của ông Trump khẳng định công việc của con gái thẩm phán Merchant, người vốn là cố vấn chính trị của Đảng Dân Chủ,
gây ra xung đột lợi ích. Họ tìm cách loại bỏ bà ra khỏi vụ tố tụng nhưng bất thành. Những diễn biến trên xuất hiện trước thềm phiên tòa ngày 15 tháng 4 ở New York, nơi ông Trump bị tố dùng tiền mua chuộc sự im lặng của bà Daniel để đảm bảo những câu chuyện tiêu cực về ông không xuất hiện trong chiến dịch tranh cử Tổng thống hồi năm 2016. Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump cùng vận động tranh cử tại bang chiến dịch Georgia vào ngày 9 tháng 3. Tổng thống Biden thắng Georgia với cách biệt không đáng kể trong cuộc bầu cử 2020, nhưng các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cựu Tổng thống Trump đang dẫn trước ở bang này. Giới phân tích chính trị khẳng định với Fox 5 rằng cả hai ứng cử viên sẽ vận động mạnh mẽ ở Georgia cho đến cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Nhà phân tích chính trị Finken nói, việc Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump cùng vận động tranh cử ở Georgia vào cuối tuần này cho thấy một điều. Đây là một bang dao động. Tôi nghĩ ông Trump sẽ nhấn mạnh vào thành tích tuyệt vời mà ông ấy đã đạt được trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Cho dù bạn không thích ông Trump, bạn cũng phải thừa nhận rằng kinh tế Mỹ hiện đã đi xuống. Dưới thời ông Trump, chúng ta từng độc lập về năng lượng, trong khi giá cả hàng hóa và các khoản thế chấp cũng giảm. Chiến dịch vận động của Tổng thống Biden tại Georgia diễn ra 2 ngày sau khi ông đọc thông điệp liên bang. Tại Georgia, theo chiến lược gia chính trị dân chủ Tyron Johnson, Tổng thống Biden nhiều khả năng tiếp tục nêu bật những thành tựu chính mà ông đã đạt được. Ông Johnson nhận định, những gì bạn nghe ở thông điệp liên bang cũng chính là những gì bạn sẽ nghe khi ông ấy đến Georgia. Tổng thống Biden sẽ nói về việc ông ấy đang phát triển nền kinh tế như thế nào, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân ra sao. Ông ấy cũng sẽ nói về giáo dục và xóa mù chữ. Đây là những điều quan trọng mà tôi nghĩ rằng cử tri Georgia muốn nghe từ Tổng thống. Tổng thống Biden đến bang Pennsylvania vào ngày 8 tháng 3, bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử tại các bang chiến địa. Sau Pennsylvania và Georgia, ông chủ Nhà Trắng sẽ đến New Hampshire vào ngày 11 tháng 3, Wisconsin vào ngày 13 tháng 3 và Michigan vào ngày 14 tháng 3. Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ đến Arizona vào ngày 15 tháng 3 và Nevada vào ngày 16 tháng 3. Theo hãng tin Reuters, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden sẽ chi 30 triệu USD để mua một gói quảng cáo cho 6 tuần tới, nhiều hơn số tiền mà họ đã chi trong cả năm 2023. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đêm ngày 7 tháng 3 giờ địa phương đọc thông điệp liên bang trước lưỡng viện quốc hội trong bối cảnh ông bắt đầu đẩy mạnh chiến dịch tái tranh cử. Theo Reuters, bài diễn văn là cơ hội để ông Biden trình bày trước hàng triệu người xem truyền hình về tầm nhìn của mình cho nhiệm kỳ thứ hai, cũng như xua tan nỗi lo tuổi tác cao ảnh hưởng đến khả năng lãnh đạo đất nước. Nhà lãnh đạo 81 tuổi đã sử dụng cơ hội này để bảo vệ mạnh mẽ những thành tựu về hạ tầng, sản xuất trong nhiệm kỳ đầu tiên, cũng như chỉ trích chính sách của Đảng Cộng Hòa liên quan một loạt vấn đề như phá thai, biên giới, thuế. Bên cạnh việc thúc đẩy hành động đối với các vấn đề đối nội như chăm sóc sức khỏe, sinh sản và nhập cư, ông chủ Nhà Trắng không quên chỉ trích người tiền nhiệm Donald Trump, dù không nêu đích danh, trong bối cảnh hai nhân vật này có thể tái đấu trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Theo đài CNN, ông Biden đã kết thúc bài phát biểu kéo dài 1 tiếng 7 phút, ngắn hơn thông điệp liên bang năm ngoái 1 tiếng 13 phút. Theo thông lệ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngồi sau ông Biden khi ông đọc thông điệp liên bang. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin cũng có mặt. Đây là thông điệp liên bang thứ 3 mà ông Biden đưa ra kể từ khi nhậm chức vào năm 2011 và là bài phát biểu cuối cùng trong nhiệm kỳ này trước cuộc bầu cử vào tháng 11. Không chịu thua, ông Trump đã lên mạng xã hội chỉ trích ông Biden và các chính sách của nhà lãnh đạo này, nổi bật là chính sách biên giới, thuế. Đảng Cộng Hòa đang đổ lỗi cho chính sách biên giới của chính quyền Tổng thống Biden về những cái chết của người Mỹ do người di cư trái phép gây ra. Trong bài diễn văn dài 68 phút của mình, Tổng thống Mỹ cũng đề cập một số điểm nóng về chính sách đối ngoại. Theo đài ABC News, bài diễn văn cho thấy ông Biden xem Ukraine là ưu tiên hàng đầu, thể hiện qua việc ông thúc giục Quốc hội nhanh chóng phê chuẩn thêm viện trợ cho Ukraine. Trận tái đấu giữa ông Trump 77 tuổi và ông Biden 81 tuổi là cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ lặp lại đầu tiên kể từ năm 1956 mà ít người Mỹ mong muốn. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cả ông Biden và ông Trump đều có tỷ lệ tán thành thấp trong lòng cử tri. Các cuộc thăm dò của công ty Edison Research và ở bang California, Bắc Carolina và Virginia trong ngày siêu thứ ba cho thấy vấn đề nhập cư và kinh tế đang là mối lo ngại hàng đầu đối với cử tri cả hai đảng. Đa số cử tri Đảng Cộng Hòa ở các bang đó cho biết
họ ủng hộ việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng từng cam kết sẽ triển khai hoạt động trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ nếu tái đắc cử. Tuy nhiên, ông Trump cần giành được sự ủng hộ của ít nhất 1.215 trên 2.429 đại biểu mới thắng đề cử ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, ông Biden phải giành được 1.968 trên 3.934 đại biểu mới thắng đề cử ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Thông tin nổi bật vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nóng hổi nào nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.